Hiện tượng hóa hồng kỳ bí. Cao tăng qua đời, hóa thành cầu vồng biến mất trước mắt mọi người. Khi một cao tăng đắc đạo qua đời, sẽ hóa thành ánh sáng cầu vồng và biến mất ngay trước mặt mọi người. Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt trong một tác phẩm điện ảnh truyền hình, mà là một sự kiện có thật đã xảy ra ngoài đời thực, còn gọi là hiện tượng hồng hóa. Nghĩa là khi một vị cao tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định, và khi viên tịch thì có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng mà bay đi. Có nhiều video quay lại cảnh tượng hồng hóa lúc bấy giờ, hiện vẫn còn được lưu giữ. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2006, một vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng là Rinpoche, A Tông Bạch Lạc, gọi điện cho một trong những đệ tử tục gia của mình, yêu cầu anh ta đến Hồng Kông và nói rằng mình có chuyện muốn nói. Người đệ tử tục gia này là ông Vương của hãng hàng không Hải Nam, sau khi nhận được điện thoại đã vội vã đến Hồng Kông ngay lập tức. Nhưng khi đến nơi, ông thấy rằng sư phụ A Tông Bạch Lạc đang ngồi thiền trên đệm, trong khi các đệ tử khác đang ngồi xung quanh bên dưới. Khung cảnh vô cùng trang nghiêm, như thể có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra. Sau đó, ông Vương được cho biết rằng nguyên nhân của khoảnh gấp gáp này là do sư phụ A Tông Bạch Lạc sắp qua đời và sẽ tọa hóa. Nhưng lúc này, trong lòng ông Vương tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù A Tông Bạch Lạc được tín đồ tôn vinh là Phật sống, nhưng ông không phải là Phật thật, làm sao ông biết rằng mình sắp qua đời? Suy nghĩ mãi cũng không được, ông chỉ tìm một tấm nệm và lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra trước mắt khiến ông cả đời không thể nào quên được. Ban đầu sư phụ A Tông Bạch Lạc ngồi khoanh chân trên đệm nhìn rất bình thường. Nhưng một lúc sau, cơ thể của A Tông Bạch Lạc dần trở nên trong suốt và dường như sắp biến mất. Không lâu sau, cơ thể ông ấy trở nên hoàn toàn trong suốt rồi biến mất trước mắt của mọi người. Nếu không nhờ chiếc quạt lung công được đặt trước mặt A Tông Bạch Lạc trước đó, thật khó tin rằng có một người đã ngồi ở đây. Ở nơi ông ngồi, mọi người đã phát hiện thấy có một luồng ánh sáng trắng đỏ thoáng qua. Trùng hợp là vào ngày hôm ấy, một tờ báo ở Cửu Lâm Hồng Kông đã đăng một bức ảnh của nơi này. Trong đó là hình ảnh cầu vồng kép xuất hiện cực hiếm thấy. Lúc cầu vồng xuất hiện cũng chính là lúc ngài A Tông Bạch Lạc qua đời. Có thể nói rằng đây là hiện tượng hồng hóa được ghi lại trong kinh Phật. Nói một chút về hồng hóa. Hiện tượng hồng hóa là chỉ việc một cao tăng trong lúc tu hành Phật Pháp đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Khi cao tăng qua đời, cơ thể sẽ dần dần thu nhỏ lại hoặc biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng cầu vồng và những đám mây mang điềm báo của những điều tốt lành xuất hiện trên bầu trời. Tất cả những điều này trùng hợp với những cảnh xuất hiện cùng lúc A Tông Bạch Lạc qua đời. Tất nhiên, một sự kiện bí ẩn như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự nghi ngờ. Có người nghi ngờ tính xác thực của những bức ảnh tại hiện trường và đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để chứng minh rằng những bức ảnh đó có thể là giả. Anh ấy đã chuẩn bị một hộp cà phê dùng để mô phỏng cơ thể của ngài A Tông Bạch Lạc, sau đó sử dụng chức năng tua nhanh chậm của máy ảnh gia đình. Khi hộp cà phê bị lắc nhanh, ảnh ảo của hộp cà phê sẽ xuất hiện. Dường như hộp cà phê cũng biến mất vào cõi cực lạc. Bằng cách so sánh hai bức ảnh, chúng ta thực sự có thể nhận thấy rằng có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy hay không? Nếu suy xét kỹ càng từ một góc độ khác, thì rõ ràng đây là lời giải thích chưa chính xác. Đầu tiên, A Tông Bạch Lạc nói rằng mình sắp viên tịch trước mặt mọi người. Trong khung cảnh nghiêm túc và trang trọng như vậy, liệu A Tông Bạch Lạc, người được xem như một vị Phật sống, có thể không ngừng lắc lư cơ thể của mình để tạo ra ảnh ảo được hay không? Nếu cảnh tượng đó xảy ra, thì tuyệt đối còn đáng xem hơn cả hồng hóa. Hơn nữa, trong cùng ngày còn có cầu vồng kép được đăng trên báo Cửu Long. Những dấu hiệu này chắc chắn là hoàn toàn giống với hiện tượng hồng hóa của cao tăng được mô tả trong Phật giáo Tây Tạng. Và điều này cũng khiến người ta không thể giải thích được. Tuy nhiên, hiện tượng hồng hóa của các cao tăng không chỉ xuất hiện ở Hồng Kông vào năm 2006. Ngay từ năm 1952, một chỉ huy của quân khu Tây Tạng cũng đã chứng kiến hiện tượng hồng hóa kỳ bí của một vị cao tăng tên là Tác Nam Lãng Kiệt. Một ngày nọ, ông nhận được lời mời từ vị cao tăng này nói rằng sẽ có một chuyến đi xa và hy vọng rằng vị tư lệnh có thể đến tiện ông một chuyến. Ban đầu ông nghĩ rằng ngày ấy sẽ đi du hành khắp thế giới để cứu độ tất cả chúng sinh, nên ông đã sẵn sàng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, ông đưa lính canh đến ngôi chùa ấy để tiễn vị cao tăng. Khi bước vào bên trong, ông thấy tất cả mọi người trong chùa ngồi xung quanh, còn ngày ấy ngồi ở phía tây, tay gõ mõ, miệng niệm kinh Phật, trông không có vẻ gì là sắp đi xa. Sau khi hỏi các đệ tử mới biết, vị cao tăng này nói muốn đi xa
nghĩa là ông sắp viên tịch. Và đó chính là ngày hôm nay. Vị tư lệnh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước kia chỉ nghe câu chuyện Cao Tăng Hồng Hóa trong kinh sách và chuyện kỳ bí, nên tư lệnh vẫn còn nghi ngờ. Hôm nay đã có thể tận mắt chứng kiến. Thế là ông đã đứng trong tiền sảnh của ngôi đền cùng với các binh sĩ nhìn vào vị Cao Tăng sắp hồng hóa. Đợi đến khi tất cả các tu sĩ khác trong chùa đều có mặt, các đệ tử ngồi xung quanh Cao Tăng. Đầu tiên, mọi người nghe thấy một tiếng gầm giống như cổ họng ngài bị bóp nghẹt. Sau đó, ngài ngã xuống, khiến mọi người đều sững sờ. Một lúc sau, một tiếng gầm lại vang lên lớn hơn trước. Mọi người nhìn thấy vị Cao Tăng sống lại, từ chỗ ngồi đứng dậy. Mọi người sau khi hết sức kinh ngạc thì chỉ nghe thấy một tiếng động lớn khác như có rung bão nổi lên. Nơi vị Cao Tăng vừa ngồi lúc này trống không, sự hồng hóa của ngày ấy chỉ kéo dài vài chục giây. Ngay lúc này, một đám mây đỏ xuất hiện trên bầu trời và bay hướng tây. Có người đã cẩn thận kiểm tra nơi mà vị Cao Tăng vừa ngồi, không thấy có bất kỳ dấu vết nào. Dường như chưa từng có ai ngồi ở đó cả. Điều bất ngờ xảy ra trước mắt khiến những người có mặt cảm thấy không tin vào mắt mình. Nhưng những hiện tượng biến mất hoàn toàn của cơ thể chỉ là một biểu hiện của hiện tượng hồng hóa. Theo ghi chép của Phật giáo Tây Tạng, thực sự còn có một phương pháp hồng hóa, trong đó cơ thể sẽ dần dần thu nhỏ lại. Vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 1998, nhà sư Kenpo Acho đã qua đời sau khi chăn chối vài lời cho các đệ tử của mình trong một ngôi chùa đơn sơ ở Kham, Tây Tạng. Trước khi qua đời, vị sư già nằm trên giường cầm tràng hạt và không ngừng niệm kinh Phật với vẻ mặt vô cùng bình yên. Vào lúc 7 giờ tối, các đệ tử lòng đầy xót thương chuẩn bị chôn cất thi thể thầy theo phong tục của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi cởi y phục của thầy ra và chuẩn bị đắp cho người chiếc áo cà sa, thì một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra trước mắt. Họ thấy những nếp nhăn già nua trên cơ thể thầy đã biến mất và làn da đã hoàn toàn trở nên trắng trẻo, mềm mại như một đứa trẻ 7-8 tuổi, hoàn toàn không phải hình dáng của thầy trước kia. Đặc biệt là vòng eo của sư phụ đã thu nhỏ lại rất nhiều so với lúc còn sống. Nhưng điều kỳ diệu hơn đó là hai ngày sau, một đệ tử vào căn phòng thiền, nơi để thi thể thầy để trông lại đèn cúng, thì tình cờ phát hiện ra thân thể của sư phụ dường như càng thu nhỏ lại. Các đệ tử ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ vội vã đến ngôi chùa gần đó tìm nhà sư Akio Kenpo. Ông nói rằng không được di chuyển cơ thể của thầy trong vòng 7 ngày. Hơn nữa, chỉ những người thường chăm sóc thầy ấy hàng ngày mới được vào căn phòng đó. Thời gian trôi qua đến ngày thứ 8, khi các đệ tử chuẩn bị chôn cất sư phụ, thì phát hiện rằng cơ thể của người đã trở thành thu nhỏ, chỉ còn khoảng 26cm. Trên trần nhà, mọi người còn nhìn thấy một dải ánh sáng như chiếc đèn neon nhiều màu. Điều này khiến những người có mặt đều sững sờ. Vậy hình ảnh cầu vồng tượng trưng cho những điểm lành của hiện tượng hồng hóa trước mắt mọi người đã hình thành như thế nào? Về nguyên lý, cầu vồng xuất hiện là do trong không khí có một số lượng lớn các giọt nước nhỏ bị mặt trời chiếu trực tiếp vào, sẽ xảy ra hiện tượng tán sắc và phản xạ tạo thành cầu vồng. Với những ai đã từng đi du lịch Tây Tạng sẽ biết rõ, trên cao nguyên tuyết trắng có những ngày ít mây do không khí loãng và nhiều ánh nắng tạo điều kiện hình thành lên cầu vồng. Một số người đã đi đến kết luận rằng hầu hết các nhà sư lỗi lạc đã qua đời vào tháng 7 và tháng 8. Đó là mùa mưa ở Tây Tạng. Mùa này ở hầu hết các vùng của Tây Tạng có thể thường xuyên nhìn thấy được cầu vồng. Rõ ràng điều kiện tự nhiên tuyệt vời ở Tây Tạng đã trở thành điều kiện hoàn hảo cho sự hồng hóa của các cao tăng. Nhưng làm sao người ta biết được thời điểm cụ thể của cái chết? Thân thể làm sao có thể biến mất dưới ánh mắt của mọi người trong vòng vài giây? Có người cho rằng nó có liên quan gì đó đến phương trình khối lượng, năng lượng do Einstein đề xuất trong thuyết tương đối. Những cao tăng này có thể sử dụng phương pháp nào đó để biến đổi khối lượng cơ thể họ thành năng lượng và phát ra để cơ thể vật lý biến mất. Nhưng điều này liệu có khả thi? Thực tế, chúng ta có thể biết thông qua suy nghĩ đơn giản. Nếu các cao tăng hồng hóa là đang giải phóng năng lượng, thì năng lượng được chuyển hóa bởi khối lượng cơ thể vài chục ký có sức hủy diệt rất lớn, thậm chí có thể gây ra một vụ nổ trong bán kính hàng chục km. Nhưng rõ ràng chúng ta chưa từng nghe nói về việc một ngôi chùa nào bị nổ tung khi một cao tăng hồng hóa. Có người còn nói, phải chăng vật chất sinh ra hiệu ứng hủy diệt, sau đó bị hấp thu thành proton rồi phát ra trong vũ trụ khiến vật thể biến mất. Nhưng trên thực tế, vấn đề lớn nhất cũng giống như phương trình khối lượng, năng lượng trước đó. Năng lượng được phát ra sẽ bị tiêu hao ở đâu? Khi vật chất và phản vật chất va chạm và hủy diệt, chúng sẽ giải phóng một năng lượng khổng lồ. 1 gram năng lượng giải phóng khi phản vật chất va chạm với 1 gram vật chất và bị triệt tiêu
tương đương với tổng năng lượng do nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới tạo ra trong 12 giờ. Đối với một cơ thể có trọng lượng hàng chục kg, năng lượng sinh ra từ quá trình phân hủy toàn bộ các chất của nó là không thể tưởng tượng được. Nếu nó bị phân hủy ngay lập tức, năng lượng giải phóng đủ để phá hủy tất cả các tòa nhà trong một thành phố. Hai cách giải thích có vẻ khoa học này rõ ràng là không đầy đủ. Trải qua hàng ngàn năm, văn hóa Phật giáo vẫn có thể được lưu truyền. Ngay cả trong xã hội ngày nay, với nền văn minh và công nghệ phát triển cao, Phật giáo vẫn được thế giới ca ngợi là một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới. Và văn hóa Phật giáo vô cùng huyền bí. Nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, điều kỳ diệu không thể giải thích này có thể khiến nhân gian tin vào thiện ác, nhân quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Thật ra trên thế giới này vẫn luôn có rất nhiều điều khoa học chưa thể giải thích được. Đây là phép màu hay khoa học? Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những điều tưởng chừng như vô lý. Nhưng bản thân sự việc luôn có tính hợp lý tất yếu, cũng giống như hiện tượng hồng hóa. Mặt khác, nó cũng phản ánh niềm mơ ước của con người về thế giới sau khi mất đi. Mặc dù chúng ta không thể giải thích được những điều kỳ diệu đi ngược lại với khoa học đã biết này, nhưng chỉ cần chúng ta đối mặt với tất cả những điều kỳ diệu trong cuộc sống bằng lòng tôn kính và bao dung, có thể chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn thế. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.